Xin chào các bác ạ. Đây là dòng siêu vi lượng với cả axit amin và magie kẽm mà nhà em vẫn hay phun. Em đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều những video. Một số các bác quan tâm hỏi là trong cái giai đoạn này như cam canh rồi là cam lòng vàng, bất cứ các loại cam. Cam V2 thì không nói mọi người nhé, cam V2 thì nó phải ra Tết nó vẫn chín nên là cứ chăm sóc như bình thường, phun như bình thường. Nhưng cái cam lòng vàng, cam canh thì mọi người lại hỏi mình rất là nhiều, thì có lên phun vi lượng rồi axit amin trong cái giai đoạn còn quả này không? Thì xin chia sẻ với mọi người là cái vi lượng mọi người phun ý, thì nó sẽ làm cho xanh quả mọi người nhé. Nhưng cái axit amin ý, thì mọi người phun cực là tốt để làm sao? Cái axit amin này nó là cái chất để nó tổng hợp nên những cái protein để đi nuôi những tế bào sống và nó giúp để hấp thụ cây hấp thụ được những cái chất dinh dưỡng tốt hơn. Đó nên là nó cực kỳ là tốt để nó phun, thì các bạn phun được những cái dòng amino acid này thôi ở cái giai đoạn như bây giờ. Nhưng mà tốt nhất là mọi người không nên phun, tại vì phun thì mọi người sẽ phải dừng bán sau những 20 đến 25 ngày đến 1 tháng thì mọi người mới được bán mọi người nhé. Còn nếu như mọi người mà phun thì mọi người người tiêu dùng người ta sẽ bị độc tố, vậy nên là mọi người cân nhắc trước khi mọi người sử dụng. Thì đây là mình chia sẻ bằng thật, thì nhà mình không phun những cái dòng như thế này như bây giờ. Thì bắt buộc những cái vườn nào mà năm nay như nó mưa nghẹt rễ thì mọi người bắt buộc thì mọi người phun, thì mọi người phải nhớ là mọi người phải cách ly đúng 25 ngày đủ đi thì mọi người mới tiến hành, mọi người mở cửa vườn lại, mọi người bán mọi người nhá. Đó là mình lưu ý với mọi người. Còn như cam V2 thì ra tận ra Tết nó mới chín cơ, nó mới ngon ngọt, thì mọi người chăm sóc bình thường, mọi người vẫn phun. Đây là mình mua về mình phun đây mọi người nhá. Mình vẫn phun vi lượng cộng với cả axit amin để mình phun. Vi lượng nó khác hoàn toàn mọi người nhá. Vi lượng là nó cung cấp những cái dòng đây là như mọi người nhìn này, kẽm này, vi lượng magie, sắt, mangan này, sulo đồng này, canxi này, đó là vi lượng mọi người nhá. Nhưng axit amin thì nó lại khác. Acid amin nó là những cái thành phần chất acid amin, nó gồm 20 chất acid amin chủ đạo để nó tổng hợp nên cái protein, nó giúp cây hấp thụ được chất hữu cơ và chất điều hòa sinh trưởng, rồi nó giúp cho cây hấp thụ cực là tốt những cái chất dinh dưỡng. Đây như mọi người nhìn thành phần của nó này, các loại acid amin này này mọi người, glutamic này, ghrelin, arin này, rất là nhiều nhá mọi người. Đó là mình đã chia sẻ. Thì vi lượng là gì, rồi acid amin nó là gì, nó có tác dụng gì thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người ở trong kênh. Những ai quan tâm đến những cái tác dụng cũng như là muốn hiểu biết hơn về những cái tác dụng của nó thì mọi người vào trong kênh mọi người tìm đến những video mình chia sẻ với mọi người. Còn như đây là mình nhập về để mình chia sẻ cái nguồn thuốc, thứ nhất là mình dùng và thứ hai là mình cũng chia sẻ với mọi người. Những ai cần những cái dòng thuốc như thế này thì mọi người cứ liên hệ với mình, giá thì cực kỳ là yêu thương, giá của gốc công ty luôn mọi người nhé. Thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên màn hình mọi người đang nhìn, thì mình sẽ ship gửi cho mọi người. Đó là những cái dòng magie kẽm này, vi lượng này, axit amin thì là mọi người phun lên trong cái giai đoạn này thì là phục hồi cây, nhất là những nhà vườn nào mà khi đã thu quả xong ấy, thì mọi người phải tiến hành bón đạm ở dưới này và phun vi lượng ở bên trên cộng axit amin để nó phục hồi cây, sau đó mình mới lại bước vào cái chu kỳ để mình ngăn nước rồi là ép cây nó ra hoa tiếp cho vụ sau mọi người nhé. Thường thì các nhà vườn không hay để ý đến là mình phải phục hồi cây ngay sau thu hoạch thì nó dẫn ra tình trạng cây rất là bị suy kiệt rất là nhiều. Thì mình phải thu quả xong cái thì mình phải khắc phục bằng cách là mình vãi đạm ngay ở dưới, như đạm UZ, đạm trắng ở dưới để tưới giữ ẩm thường xuyên. Và phun những cái dòng vi lượng này cộng axit amin này để giải độc, thứ nhất giải độc và cung cấp những cái lượng chất nó đã hao tổn để nó nuôi quả để nó phục hồi cây lại. Và khi cây nó khỏe rồi thì mọi người chúng ta vào tháng 1 thì bắt đầu chúng ta lại tiến hành để khô hạn và dùng những cái biện pháp đối với tùy từng loại cây để mình có thể là ức chế nó để tạo sốc để cho nó ra hoa. Đó mọi người nhé. Thì khi cây nó khỏe thì mọi người mới làm được. Vậy nên là cái cách mà để phục hồi cây sau thu hoạch cực kỳ là quan trọng. Thì mọi người mua những cái dòng như này, mọi người phun vào cái giai đoạn này. Thì lưu ý là những cái nhà vườn nào mà đã thu quả xong thì mọi người lên phun cả vi lượng cộng axit amin mọi người nhé, để nó phục hồi cây. Còn những cái dòng V2 dòng thì các bạn cứ phun thoải mái. Như mình đây mình mua về mình phun cho V2 này, rồi là những cam lòng vàng của nhà mình đã thu quả xong mà, thì mình mua về để mình phun đây mọi người nhé. Thì những ai cần thuốc như này thì mọi người cứ liên hệ qua mình, số điện thoại mình để trên màn hình, mình sẽ
chia sẻ, mình sẽ bán thuốc cho mọi người nhé. Giá gốc yêu thương từ công ty luôn, đó là mình chia sẻ với mọi người. Mình vừa đi tưới cam về, đấy là mình chia sẻ, vừa nhận được lô hàng này về rồi thì mình chia sẻ nguồn thuốc với mọi người. Những ai cần thì liên hệ với mình sẽ bán cho mọi người bằng giá gốc của công ty mọi người nhé. Mọi người hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người.